nhà vệ sinh đây, chỗ để đi vệ sinh đây. Thế là chúng tôi phải treo ô. Thế vào rửa mặt, rửa mũi là phải đội nón như thế này. Từ trên tất cả này là tấm chỉ có cái ô. Đấy, nhà tôi hôm trước đây đang ngồi ăn cơm đấy, lở một đống đây. Nhà bây giờ phải lợp hết cả trong nhà này nữa. Phải lợp ngược hết cả. Vâng. Lợp bằng tôn để mà cho nó chảy ở một góc. Cứ trên nhà cứ dưới, giỏ, nhà trên giỏ, nhà dưới trên. Cứ như thế. Ở tầng trên họ làm nó ở dưới mình. Đây này, con này. Đấy. Nhớ rằng ở cái đấy. Chỗ này lúc nãy là mới quét đấy chị. Xong lại em lại treo cái chổi ra đấy. Em thấy con nước em lại treo ra. Thì lâu rồi, cái này lâu rồi. Đấy mà bây giờ nó cứ như thế này thì nó cứ lở lúc nào biết lúc đấy thôi. Này nước nó có bị đục không cô? Nước mà trời mưa, tại vì đây nó là bể ngầm nên là mỗi lần mà bơm nước thì bao giờ cũng bị với lại sau nó lại lắng xuống, với lại lúc mà trời mưa ấy thì nó ngập thì nó cũng ảnh hưởng, tại vì nó không thể bể như là những các cái khu khác là họ bơm lên trên cao, mà đây bể là bơm trực tiếp thì là bể ngầm lên. Thế nhà mình có phải dùng máy lọc? Nhà có chứ, không có máy lọc thì sao được. Chứ mỗi lần bơm nước mà nó đục đục thế thì đục thì phải để nó lắng xong rồi nó lại lọc qua máy lọc, không lại lấy nước từ máy lọc. Hoặc là để nó lắng rồi xong cái cái này thì nó là mình biết rồi, bung hết rồi, nó không bám dính được mà không dám cạo ra, cạo ra nó yếu tường. Đấy, chị cũng đưa chưa, chị đưa trong gió chưa, đấy dây điện đấy, nhưng mà dây điện gì nữa, ôi tủ. Thank you.